Ui anh Trâm ơi, em nghe nói con này bằng vai ớt phải không anh? Ừ, con này đời rất cao, mà gầm cao, đến từ hãng Mazda CX-5, nhưng mà em nói đúng, giá chỉ ngang với lại một con Vios thôi. Cả nhà mình hôm nay sẽ được chiêm ngưỡng về một chiếc xe Mazda CX-5 form mới, đời cao, la răng đúc mới, coi nha. Với mức tiền chỉ ngang với một chiếc xe Vios thôi, thì đây là một sự lựa chọn rồi, đúng không ạ? Mời các bác mình cùng đón xem chi tiết các bác nhá. Đây, quay cho anh xem phần đầu. Đây, phần đầu xe đây. Đúng ạ. Đây, các bác nhìn xem có đúng là form mới không ạ? Mà hoàn toàn đây là một chiếc xe không hề có cái lỗi lầm gì các bác nhá. Mang về là cũng thế là đi luôn. Máy số zin, keo chỉ zin, nội thất của xe như mới luôn, ghế da không hề lướt rách, và xe chạy thì chưa tới 10 vạn các bác nhá, mới được có mấy vạn thôi. Dạ. Đây, quay về đây. Biển Hà Nội, tên tư nhân. Camera 360 độ. Đây các bác nhìn xem này, khóa này. Đấy các bác nhìn này. Đấy. Chỗ này. Đấy. Đèn đóm rất mới. Sơn xi nét căng. Đấy, sơn xi nét căng các bác nhá. Đây, quay đây. Lốp rất dày, nara đúc vành đĩa vành ABS nhá. Đấy, cam như này. Xi nhan bo rẽ trên gương này. Đăng kiểm của xe tháng 10 năm 25 luôn. Kính bọc dáng xung quanh toàn mới rồi. Có nghĩa rằng là gì? Là về không cần phải sửa gì, không cần phải dọn gì, không cần mất tiền đâu nữa, đồ chơi cũng không cần đầu tư luôn. Đây, quay vào đây, em quay vào đây, quay vào nội thất cho mọi người xem. Đây, con này của em là bản đủ nhá, là đủ đời 2018, số tự động. Và đây, em quay vào đây xem số của xe nó như nào. Đây, số tự động đây. Đấy, có chức năng đây, sport đây, thể thao đây các bác nhá, thể thao sport này. Đấy, phanh tay là phanh tay điện nhá, chứ không phải phanh tay cơ nhá. Đấy, cần số củ số đây, rất đẹp đúng không ạ? Xe đi ít mà. Đề lỗ thông minh tắt đốp làm vị trí này, em ấn này. Đấy, em ấn rồi đấy ạ. Đấy, ấn rồi. Thì đây các bác nhìn xem, điều hòa auto cũng đã hoạt động. Em tắt đi nhá. Đấy. Đây. Rồi. Và đây các bác nhìn xem, đấy có cam 360 độ các bác nhìn này. Đấy, nó xoay xung quanh một chiếc xe luôn, được chưa? Nét căng. Màn xịn, cam xịn luôn các bác nhá. Tablo màu đen, nội thất của xe chủ yếu là màu đen các bác nhá. Nội thất của xe thì nó là quá mới rồi, khét mùi mới luôn. Con này của em thì không có cái gì để cho các bác mình phải chê cả các bác nhá. Đây, toàn bộ xe đây các bác nhìn xem, cánh cửa này. Đấy, keo chỉ zin nhá. Đấy, đây tắt đi cánh cửa đây, em quay gần vào cho mọi người xem. Được chưa? Mới không các bác ơi, các bác mình cảm nhận gì về xe các bác mình comment ở phía bên dưới nhá. Rồi tiếp tục này, em quay bao nhiêu phút đây? Đây. Rồi đây, nội thất của xe thì em thấy dòng CX-5 này nó rất là rộng rãi, đúng không? Ghế da đây các bác nhìn xem này, ghế da nó quá mới đúng không? À, quay gần vào, quay gần vào cho mọi người nhìn thấy nó, ghế da nó mới như thế nào chứ. Quay xa mọi người nhìn không không rõ được đúng không ạ? Chỗ này có một cái tì tay nữa nhá, cốp đồ nhá, sàn cũng đã được lên sàn da và có lót thảm trải sàn rồi. Nó quay lên trần đi. Các bác ơi, có cửa sổ trời nhá. Đấy, túi khí an toàn nằm ở cột này này, cột này này. Đấy, tất cả cột có túi khí an toàn, rất nhiều túi khí an toàn lên cho mình. Rồi, đây em quay vào đây cho anh, những cái phần vách cửa như này. Đấy, ốc nhái phần cánh cửa là chưa vặn vọ gì cả các bác nhá. Đấy, ốc nhái của xe này chưa vặn vọ gì đâu. Đấy, quá mới đúng không? Ngồi bên trong nhá, nó vẫn còn là thơm cái mùi mới đặc trưng của dòng xe Mazda các bác nhá. Rất hay, quay gần một chút đây. Quay gần nào. Đấy, được chưa ạ? Các bác mình nhìn thấy thế nào? Cảm nhận gì các bác mình bảo em, các bác mình comment phía dưới nhá. Mình bảo em chạm tay màn hình này, nó rất là nét này. Và chạm hai phát thì nó sẽ soi mặt em luôn đấy. Đây các bác ơi, các bác xem cho em phần đuôi. Đây đẹp đây. Dòng CX-5 phải nói là form dáng nó đẹp thật các bác nhỉ. Dòng Mazda CX-5 em thấy là form dáng nó quá đẹp luôn. Độ mới của xe này thì khỏi phải chê rồi. Các bác nhìn xem đẹp nó này. Đấy. Phía sau đây. Đấy, camera đây, biển số đây. Biển Hà Nội này mình có thể để nguyên biển hoặc là mình thay biển các bác nhá. Đặt ngựa đuôi có đá lóc phải đủ. Cốp đây, em mở cốp lên cho mình xem nhá. Cốp này, dòng này thì cốp rất là to, dòng này rộng, cốp rất là to này. Các bạn nhìn xem lý này, ôi ôi quá mới các bạn này. Lốp này, lốp dự phòng là cũng còn quá là mới luôn các bạn nhá. Nó rất rộng rãi, thoải mái cho mình đựng để đồ luôn. Cái này để ngăn phân chia giữa hai khoang các bạn nhá. Đấy, nhiên liệu của xe thì thế nào? Ok nào, nhiên liệu là từ 5 lít, từ hơn 5 lít nha, đây nó hơi tối. Hơn 5 lít trên 100 km. Tuy rằng là động cơ là 2.4, thế nhưng mà máy của dòng xe CX-5 đời mới này nó là máy mới rồi các bạn, máy mới rồi cho nên nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn những cái đời cũ các bạn nhá.
Rồi em quay vào đây cho anh. Rồi quay đây, quay từ cái vị trí này quay vào trong. À các bác nhìn xem. Được chưa? Lòng này vẫn là lòng zin các bác nhá. Keo chỉ zin, sơn zin. Đấy. Táp ly cánh cửa của xe đây các bác nhìn xem. Quá mới đúng không ạ? Quá mới luôn, chỗ này được ốp lốp này. Đây em quay vào những cái phần khe cửa này. Phần khóa cửa này, quay kỹ phần ghế này. Đấy. Đẹp chưa? Các bác cảm nhận gì về xe các bác comment ở phía bên dưới nhá. Các bác dành tay nhấn cho em xin một lần thích, một lần tim và những lần chia sẻ lên trang cá nhân của mình và các trang hội nhóm của các bác nhá. Vâng, đây em đang review cho mình. Tiếp tục quay từ đây quay vào. Đấy, quay từ đây quay vào. Đấy. Ở chỗ này có đây các bác nhìn xe này. Đấy, gương kính đều chỉ nhận kính một trạm auto, có cục gương tự động các bác nhá. Loa âm thanh của xe là nó là loa bâu. Cái loa bâu này độc inh tai luôn các bác nhá. Nghe như sàn luôn các bác nhá. Đấy, cái phần lòng vách này, phần trong này đấy. Rồi ok. Tiếp tục đây, những phần này đây. Đây. Quay đây các bác nhìn xe này, tem của nó vẫn nguyên này. Đây. Lòng trong này, đẹp chưa? Xe Zinet các bác nhá. Đấy, rồi quay phần ghế. Các bác nhìn xem nhá. Ghế bên kia cũng là ghế điện và ghế bên đây cũng là ghế điện và có ghế bên đây nhá, nó còn có chế độ nhớ ghế này. Đấy, ghế điện này. Và đây các phần tất cả những phần má ghế các bác nhìn này. Đấy, tất cả những phần má ghế này các bác nhìn xem, nhiều con những phần má ghế này đấy ạ. Em quay vào đây. Nhiều con những phần má ghế này là nó sứt, nó nứt, nó rách, nó sờn rồi. Con này của em nó vẫn còn nguyên luôn các bác nhá. Và đây em quay đây. Đấy, cảm biến áp suất lốp này, dừng đỗ thông minh, ai stop này. Đấy, có ga tự động nha. Đây ga tự động em quay gần vô lăng cho anh. Quay trực tiếp cho vô lăng này. Đấy các bạn nhìn xem nhé. Đấy, có ga tự động nhá. Đây này. Đấy, có ga tự động này. Đấy, điều chỉnh bài hát rồi ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay và vô lăng của xe các bạn nhìn xem. Các bạn nhìn xem này. Nó chưa bị mòn nhá, chưa bị bóng, thậm chí là chưa bị bóng luôn. Mấy vô lăng của xe đẹp chưa? Quá đẹp các bạn. Xe chạy là chưa tới xe mới chạy được có là hơn 6 vạn thôi các bạn nhá. Hơn 6 vạn km thôi. Xe còn rất mới luôn đây các bạn. Ở đây có lúc bấm từ 100, nắm tay nắm cửa đây. Các bạn nhìn xem. Đấy. Và có bậc bệ bước lên bước xuống nhá. Đấy, thân vỏ của xe thì các bác nhìn xem, sơn xịn xe rất nét luôn. Nhá đây, cam đây. Nhá, cam đây. Đấy, kính này, kính zin nhá. Đấy. Đây. Ốc nháy và các cả thứ này. Lốp gáp dây. Đèn của xe đèn bi cầu siêu sáng và kết hợp có cả đèn nét nữa các bác nhá. Kết hợp có cả đèn nét nữa luôn. Đấy, đèn nét dưới gầm luôn này. Đấy, nhá. Đấy là một vòng xung quanh về chiếc xe Mazda CX-5 2018 máy 2.0 tư bản đủ 5 chỗ gầm cao form SUV này. Đấy, một nước sơn màu đỏ, một chiếc xe chạy ít, một chiếc xe với form dáng thiết kế nhìn rất đẹp mắt và với cái mức tiền để mình sẽ bỏ ra mình sở hữu đối với chiếc xe Mazda CX-5 này thì nó cũng chỉ ngang tầm với lại những chiếc xe Vios thôi các bác nhá. Nên là các bác mình nếu mà mình đang có ý định mình mua những chiếc xe Vios đời cao thì thôi mình có thể mình tạm thời mình dừng lại một chút, mình xem về chiếc xe của em, xem chiếc xe này có đáng để cho mình thay chiếc xe Vios không các bác nhá. Đấy, nhiên liệu của xe thì cũng chỉ nhìn hơn Vios có một ít thôi, không hơn nhiều đúng không ạ. Đấy, bác nào muốn xem thêm hình video hãy kết bạn nhắn tin Zalo cho bên em theo số điện thoại hotline mà em ghi trên biển kia hoặc là em đọc cho mình nha các bác nhá, là số 0938586307 và 0389000555 và 0335838389. Địa chỉ bên em 90/2 Trường Chinh, đối diện 225 Trường Chinh. Các bác mình check định vị Google Maps cho em là cầu Phú Tảo, thành phố Hải Dương là đến em nhé. Bên em có ship xe, hỗ trợ sang tên. Bên em có đổi xe và đang cần thu mua lại một số lượng xe lớn các bác nhá. Rất nhiều xe em thu mua về. Đấy, các bác có những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất, những chiếc xe đi ít bảo em, những chiếc xe lỗi, những chiếc xe kém thì các bác mình không bảo em nhá. Nó mất công các bác nhá. Nếu mà lỗi mà kém thì có thể em mua, nhưng mà em lại về bán thằng khác nó bán thì em không bán các bác nhá. Bên em bao cho mình những chiếc xe bên em bán, bên em sẽ bao cho mình, đảm bảo cho mình, cho mình mang xe về chạy thử vài hôm liền các bác nhá. Được mua không được trả, được chưa? Được mua không được trả xe em về em bán cho người khác, được chưa? Dạ vâng. Rồi ok, muốn chốt giá đẹp alo em. Và những chiếc xe như thế này thì em thấy trên thị trường người ta đang chào bán nó loanh quanh tầm khoảng là 640 đấy, người ta chào bán tầm khoảng 640 đấy. Nhưng mà em để rẻ hơn mức đấy vài chục triệu luôn cho mình các bác nhá. Để rẻ hơn vài chục triệu luôn cho mình, cứ alo em đi. Em để rẻ hơn người ta vài chục triệu, tuy rằng là xe em đẹp, tuy rằng là em xem chất, thế nhưng mà em vẫn để rẻ hơn người ta các bác nhá, được chưa? Ok, xin chào, cảm ơn.